Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn tiếp phần tiếp theo video. Chúng ta vào phần cài đặt. Khi chúng ta đẩy lên, khi chúng ta chuyển lên, chúng ta đăng video lên, xuất bản video, thì chúng ta có phần mục danh mục này. Chúng ta có thể chọn sự kiện, giải trí, vlog, đây, vlog này, xe cộ này. Các bạn quay những cái gì thì các bạn làm những cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ chọn tốt hơn. Khoa học công nghệ đấy. Các bạn nào làm về sửa chữa điện thoại hoặc là bán điện thoại thì chúng ta lên dùng YouTube làm đòn bẩy để chúng ta phát triển về mặt bán hàng online. Chúng ta ấn xong này, chúng ta vào tìm kiếm video. Ví dụ như là chúng ta bán hàng ở trong nước Việt Nam mình thì chúng ta không lên để cái dấu này ở bên nước ngoài, thì chúng ta lên tìm về Việt Nam, thì chúng ta kích vào chỗ tìm kiếm này, chúng ta ghi Việt Nam ra, Việt Nam, Việt Nam, chúng ta ấn vào tìm kiếm. Chúng ta quay này cho to thì nó sẽ chỉ đến Việt Nam chúng ta đây. Đấy, chúng ta sẽ để đấy rồi, thế là được. Thế là chúng ta chọn tìm kiếm đến Việt Nam rồi. Đấy, chúng ta di chuyển. Đấy, chúng ta chỉ cần chọn vị trí là được thôi. Rồi, chúng ta ghi Việt Nam này. Chọn ngôn ngữ chúng ta cũng cần phải biết chọn từ tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Thì tốt nhất chúng ta lên chọn tiếng Anh vào đây. Thì khi họ tìm từ khóa ở trên cái thanh tìm kiếm Google ấy, họ hay viết tiếng Anh, đó là viết không dấu, thì chúng ta lên để tiếng Anh thì họ dễ tìm kiếm nhất. Và ngày tháng chúng ta quay như thế nào, hoặc là chúng ta đẩy video lên nha, thì chúng ta lên chọn đúng cái ngày như thế, thì để chúng ta ấn vào ngày hôm nay thì nó sẽ ra ngày hôm nay. Đấy, xong thì chúng ta ấn xong. Số này là giấy phép của Google, thì một là giấy phép chuẩn của Google, hoặc là chúng ta cho người khác ghi nhận tất cả, nha. Chúng ta cho video, người khác sẽ copy lại video của các bạn, sẽ đăng lên kênh của họ, và nghĩa là mình chia sẻ video của mình cho người khác, họ sẽ có thể sử dụng được video của mình cho nhiều mục đích khác. Chúng ta nhớ tích vào cái chỗ chọn là cho phép người xem đóng góp bản dịch, tiêu đề, mô tả, phụ, để cho những người bên nước ngoài họ không biết tiếng Việt chẳng hạn, thì có người biết tiếng Việt họ sẽ biết tiếng Anh, họ sẽ dịch cho các bạn, làm thêm những cái phụ đề đó. Cái phụ đề này cũng rất quan trọng, khi chúng ta biết dịch cho những người nước khác xem thì chúng ta cũng có thể được điền cái link của mình ở phía dưới. Đây là bản dịch dịch của chúng ta. Đấy, chúng ta có thể dịch ra các bạn. Để chọn ngôn ngữ. Ngôn ngữ Pháp chẳng hạn, đây đúng không? Và thêm ngôn ngữ vào. Đăng xuất bản đi. Vâng, xin chào các bạn. Tạm biệt các bạn nhé. Đây là phần xuất bản video, nghĩa là mình đăng video lên.